Hôi chân thối chân thì dùng cái gì hết? Chồng mình bị thối chân 3 4 năm nay rồi, cứ bỏ giày ra là không thể ngửi được. Nếu như trường hợp mà bị hôi chân như vậy thì chị dùng cái mẹo này nhá. Với cái giày ấy, với cái giày mà đi của người hôi chân ấy thì với giày vải thì chị sẽ ngâm trong xà phòng tầm độ 30 phút đến 1 tiếng, sau đó là giặt sạch đi, phơi khô dưới ánh nắng mặt trời để loại bỏ hoàn toàn cái vi khuẩn hôi chân ở trong giày. Với giày da thì chị sẽ rắc cái bột này vào. Rắc cái bột này vào. Cái giày đang bị hôi rắc vào, sau đó là mình nắc đều. Mình nắc đều cho bột nó sẽ, sau đó mình sẽ xoa cái bột này ra toàn bộ cái vùng của cái giày này đấy, để diệt vi khuẩn hôi chân trong toàn bộ cái giày da đó, hoặc là có thể thay giày mới càng tốt. Sau khi loại bỏ vi khuẩn ở giày rồi thì đến lượt chân. Bước 1 đó là rửa sạch chân đi, lau khô. Rồi chúng ta sẽ lấy cái bột này, chúng ta rắc, chúng ta bôi lên, massage từ lòng bàn chân cho đến các cái kẽ ngón chân. Massage xong là đã giảm tới 90% mùi rồi. Bước tiếp theo đó là cho một cái lượng bột vừa đủ vào cái tất này. Đấy. Cho vào tất này. Dốc và xúc 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 tất. Đấy, xúc xúc tất như này. Khi xúc vào tất như này thì chúng ta sẽ đi tất vào. Đấy, và để qua đêm, đi ngủ trước khi để qua đêm. Mùa này là chị hôi chân là cực kỳ thích luôn, vì đang mùa bắt đầu chuyển lạnh này. Đấy. Hoặc nếu không thì chúng ta có thể là đeo vào để đi làm. Nếu như bạn nào đi làm công ty, đeo tất rắc bột và đi làm. Rất là nhiều bạn hỏi bột này là bột gì. Thì bột này là bột rắc để trị hôi chân. Và bột này rắc trong vòng 10 đến 14 ngày là sẽ khỏi dứt điểm bệnh hôi chân luôn. Chỉ cần dùng một lọ duy nhất thôi. Lọ được chiết xuất từ bột khổ sâm, bột ngũ bội tử, bột hoàng bá và bột otakot, và đang tặng kèm một xịt khử hôi để xịt vào giày hoặc vào chân hoặc là vào lách nhé.